Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Thông thường thì khi các bạn mua một món đồ gì đó, các bạn có thường bị quyết định bởi yếu tố màu sắc hay không? Với những người nữ như là mình thì thường là sẽ bị ảnh hưởng bởi vì ngoại hình của nó dễ thương nè, hay là những màu sắc sặc sỡ và những màu sắc mà mình yêu thích. Ví dụ như là màu hồng ngọt ngào hay là màu tím mộng mơ chẳng hạn. Với chiếc áo mình mặc cũng vì yếu tố đó. Và với một viên pin mà mình đang sử dụng đó chính là Energizer thì mình cũng bị mê em nó ngay cái nhìn đầu tiên bởi vì màu hồng quá là ngọt ngào của nó. Đồng thời thì cũng có một cái vẻ ngoài rất là hiện đại. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay để giới thiệu đến tất cả mọi người. Viên pin này có tên là Energizer UE10043, thiết kế của nó độc đáo, ngoại hình thời trang và nhỏ gọn với dung lượng là 10.000mAh. Mức dung lượng này thì mình sử dụng mình có thể sạc đầy 2 lần cho chiếc điện thoại iPhone X và 1 lần cho chiếc điện thoại Galaxy Z Flip mà dung lượng của nó vẫn còn dư. Cảm nhận của mình khi cầm viên pin này thì nó nhẹ và rất là nhẹ. Ngoài ra thì điều mà mình yêu thích nữa ngoài cái màu sắc bắt mắt của nó thì còn từ ngoại hình nó được bọc ở bên ngoài bằng một lớp vải và có hoa văn, nó nhám. Mà theo nhà sản xuất thì lớp vải này có tên là Prabic và nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế việc bám mồ hôi, bám vân tay vào viên pin, đồng thời thì cũng sẽ giảm tối đa việc trầy xước trên bề mặt của thiết bị cũng như là cho viên pin này. Thông thường với những viên pin bằng nhựa hay là có lớp vỏ ngoài bằng plamium thì khi mình sử dụng mình sẽ có thêm một cái túi chống sốc như thế này để giúp nó hạn chế việc trầy xước và viên pin cũng sẽ đẹp hơn. Còn với viên pin có lớp vải như thế này thì mình sẽ có thể là không cần sử dụng nữa. Đồng thời thì thói quen của chúng ta khi sử dụng thì chúng ta sẽ thường áp cái mặt lưng của chiếc điện thoại của mình vào cái bề mặt của viên pin như thế này và mình sẽ sử dụng. Với một cái lớp vải nhám như thế này sẽ giúp tăng thêm độ bám giữa cái viên pin này cùng với thiết bị, sẽ giúp chúng ta sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn, nó sẽ ít bị trơn trượt hơn. Đồng thời thì cũng sẽ hạn chế tối đa cái việc mà mặt lưng của chiếc điện thoại của chúng ta sẽ bị trầy xước nếu như những ai có thói quen là sử dụng điện thoại trần không có dán da hay là dán ốp như thế này. Như mình đã nói lúc ban đầu thì viên pin này có một cái trọng lượng nhẹ cho nên là khi chúng ta để như thế này sử dụng thì cũng sẽ đỡ mỏi tay hơn và sử dụng nó gọn gàng hơn, nó nằm gọn gàng trong lòng bàn tay như thế này. Cứ vuốt như thế này và sử dụng thôi, hay là bấm nhắn tin gì đó, rất là tiện lợi. Còn nói về mặt tính năng thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn để chúng ta nạp năng lượng cho viên pin này, hoặc là chúng ta có thể sạc nó bằng cổng USB Type-C hoặc là có thể sạc bằng cổng micro USB. Chúng ta có thể linh hoạt tùy chọn tùy theo cái sở cấp sạc của chúng ta. Tuy nhiên thì nó chỉ có một cái đầu output ra bằng cổng USB A mà thôi. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có phát sạc để chúng ta có thể sạc nhanh hơn cho các thiết bị. Và tính năng này thì nó sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta đi du lịch, đi ra ngoài hay là chúng ta đi đâu đó xa. Chúng ta sẽ có thể nạp đầy năng lượng một cách nhanh hơn. Với công nghệ tự động cảm biến điện áp thì viên pin này sẽ có thể thích hợp với rất là nhiều những thiết bị khác nhau, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho mọi thiết bị. Và ở bên hông của viên pin này thì chúng ta sẽ có một dãy đèn LED với 4 mức hiển thị khác nhau. Mỗi một đèn sẽ là hiển thị 25% pin. Như vậy thì khi chúng ta sạc vào hoặc là chúng ta sạc cho thiết bị khác, chúng ta cũng sẽ biết được là viên pin này còn bao nhiêu năng lượng và hết hay chưa để chúng ta có thể cung cấp tiếp năng lượng cho nó. Một điều mình thích nữa cho dòng pin mới này đó chính là có nhiều màu sắc, đa dạng sự lựa chọn cho chúng ta. Nếu như những bạn nào không thích màu hồng sến súa và cá tính như là mình thì các bạn có thể lựa chọn màu xám nè, hay là màu xanh cũng rất là thanh lịch. Và bên cạnh đó thì series này cũng có thêm nhiều cái mức dung lượng để chúng ta lựa chọn. Ngoài 10.000mAh thì sẽ có mức là 15.000mAh hoặc là 20.000mAh như là viên pin này. Và sẵn đây thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn viên pin này luôn. Nó sẽ có mã hiệu là UE20043 20.000mAh. Thì ở trên đây nó sẽ có cho chúng ta là hai cổng input hoặc là USB-C hoặc là micro USB như là viên pin này. Đồng thời thì sẽ có hai cái cổng output cho chúng ta, tức là chúng ta có thể đồng thời sạc cùng lúc cho hai thiết bị rất là gọn gàng trên một viên pin này. Nó có màu đen, đồng thời nó cũng sẽ có nhiều màu để chúng ta lựa chọn. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn là màu sắc như thế nào và dung lượng như thế nào. Sẵn đây thì có một điều mà mình muốn chia sẻ đó chính là chúng ta thường hay tiết kiệm mà nhiều khi tiết kiệm không có đúng mục đích nữa. Với những cái cáp sạc nè, dây sạc hay là pin thì đáng lẽ chúng ta phải đầu tư những cái thiết bị nó chính hãng hay là có chất lượng tốt. Thì ngược lại, có nhiều người lại tiết kiệm bằng cách là tiền mất tật mang rồi mua những cái thiết bị lõm, nó sẽ rất là dễ gây cháy nổ. Và với pin Energizer thì nó là một cái thương hiệu pin lâu đời và nó có tên tuổi đến từ
Mỹ, cho nên là sẽ rất là đảm bảo khi chúng ta sử dụng. Đồng thời thì sẽ có chính sách bảo hành 2 năm một đổi một, cùng với đó là bảo hiểm cháy nổ trên toàn cầu, cho nên là khi sử dụng chúng ta cũng có thể yên tâm. Mức giá bán của viên pin 10.000mAh UE10043 này thì là 600.000 đồng với mức giá bán lẻ. Mình nghĩ là với một cái mức giá như thế này, nó sẽ rất là phù hợp với túi tiền của nhiều người. Chúng ta sẽ có một cái viên pin với thiết kế hiện đại, độc đáo, cùng với nhiều màu sắc cũng như là nhiều tính năng chúng ta có thể lựa chọn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.